Xin kính chào quý vị khán giả đến với điểm tin 24 giờ của Tam Đa Media, được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày. Thưa quý vị, nông dân Séc yêu cầu chính phủ đáp ứng 5 yêu cầu. Thông tin chi tiết sẽ có trong điểm tin ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi. Mỗi người Séc thải 0,5 tấn rác mỗi năm. Vào năm ngoái, người dân Séc đã thải ra gần 6 triệu tấn rác thải đô thị. Điển chính thức gia nhập NATO sau 200 năm trung lập, trở thành thành viên thứ 32 của NATO. Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 2024, hãy cùng Tam Đa Media gặp gỡ người phụ nữ đặc biệt bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Hội Máy ấm Việt Séc. Thưa quý vị, vào năm ngoái, người dân Séc đã thải ra gần 6 triệu tấn rác thải đô thị, tức là hơn nửa tấn rác trên một đầu người. Theo ước tính của Bộ Môi trường, gần một nửa trong tổng số rác thải vẫn là được đưa vào các bãi rác, 41% rác thải sẽ được đưa đi tái chế. Tại Ostrava, mới đây đã đưa vào hoạt động một dây chuyền có thể tách các thành phần có giá trị trong đống rác thải hỗn hợp mà người dân vứt vào thùng rác thông thường. Ở Brno cũng có một dây chuyền phân loại rác tương tự. Tuy nhiên, Séc cần có số lượng dây chuyền như thế này nhiều hơn nữa để có thể thay đổi được vấn đề xử lý rác thải. Giám đốc Hiệp hội Quản lý Rác thải Séc Petr Havelka cho biết, việc phân loại rác thải đã tăng lên khi người dân được cung cấp các loại thùng đựng rác nhiều màu sắc. Tuy nhiên, tốc độ phân loại rác tại mỗi vùng đều không đồng đều. Ngoài ra, những loại rác sau khi phân loại phải được theo dõi xem chúng có thực sự được mang đi tái chế hay không. Các dây chuyền phân loại rác cũ cũng cần phải được nâng cấp. Sang năm tới, mục tiêu của Bộ Môi trường là phân loại được 60% rác hỗn hợp và đưa 55% tổng số rác đi tái chế. Những người nông dân yêu cầu chính phủ thực hiện 5 yêu cầu. Chỉ khi đó, các cuộc biểu tình mới kết thúc. Một số yêu cầu được đưa ra là tăng mức trợ cấp, thay đổi thuế đất hoặc hỗ trợ việc làm ở nông thôn. Tại Séc đang có 80.000 người làm việc trong ngành nông nghiệp, khoảng 10.000 người khác là các công nhân làm việc theo vụ mùa. Trong năm 2022, cả ngành nông nghiệp đã thu về lợi nhuận kỷ lục với 22 tỷ kurun. Tuy nhiên, trong năm 2023, lợi nhuận của những nông dân Séc chỉ đạt 9 tỷ kurun. Nhà kinh tế nông nghiệp Thomas Mayer giải thích rằng năm 2022, giá cả nông sản đã tăng vọt một cách cực đoan, chủ yếu là do chiến tranh tại Ukraine. Nông nghiệp Séc nói chung đều đã mang lại lợi nhuận kể từ khi Séc gia nhập Liên minh châu Âu. Sau cuộc đình công diễn ra hôm 7 tháng 3, nông dân Séc đã đưa ra 5 điểm và yêu cầu chính phủ thực hiện, nếu không các cuộc biểu tình sẽ còn tiếp diễn. Yêu cầu đầu tiên của những người nông dân là cơ hội việc làm tại nông thôn. Vào tuần trước, Bộ trưởng đã hứa hẹn với họ hỗ trợ 2 tỷ kurun. Tuy nhiên, sau cuộc biểu tình hôm 7 tháng 3 thì kết cục của khoản tiền này hiện vẫn chưa rõ ràng. Những yêu cầu tiếp theo liên quan đến đất nông nghiệp, xử lý vấn đề liên quan đến nhập khẩu nông sản từ nước ngoài, nuôi gia súc và trợ cấp đặc biệt từ các nguồn quỹ nhà nước và châu Âu. Đã có hơn 2.000 tài xế tại Séc mua tem xà lộ một ngày, nhưng nhiều người trong số họ lại gặp phải vấn đề. Sau khi mua tem, họ phát hiện rằng loại tem này không có giá trị trong 24 giờ kể từ thời điểm mua, mà chỉ có hiệu lực đến nửa đêm của ngày mà họ mua. Một số tài xế đã rất bất ngờ khi họ mua tem xà lộ một ngày, nhưng thời gian áp dụng tem thực sự không kéo dài đủ một ngày. Một tài xế bức xúc vì ông đã mua tem xà lộ vào buổi sáng và nó chỉ có hiệu lực đến 12 giờ đêm hôm đó. Một số tài xế khác cho rằng tem xà lộ một ngày nên có hiệu lực đủ 24 giờ, giống như vé các phương tiện công cộng. Phát ngôn viên của Bộ Giao thông Vận tải giải thích rằng tem xà lộ một ngày có hiệu lực của một ngày và được tính từ 12 giờ đêm. Nếu những tài xế mua tem xà lộ vào ban ngày, tem sẽ hết hiệu lực vào lúc nửa đêm và thời gian có hiệu lực thực sự bị rút ngắn. Không chỉ tại Séc mà Áo cũng áp dụng quy định tương tự và đây là dựa theo luật pháp của châu Âu. Theo Bộ Giao thông Vận tải, nếu thay đổi quy định áp dụng tem xà lộ một ngày sẽ gây ảnh hưởng đến quản lý, làm tăng chi phí và giảm thu nhập của nhà nước. Hiện giá tem xà lộ một ngày là 200 kurun và được tính từ giá tem xà lộ cho một năm, tức là giá tem tháng sẽ là 19% của tem xà lộ một năm, giá tem 10 ngày là 10% và giá tem một ngày là 9%. Bộ trưởng Martin Kupka cũng cho biết sang năm tới giá tem xà lộ có thể tiếp tục tăng và trở nên đắt hơn. Trong 2 tháng đầu năm nay, các nhà vệ sinh dịch tễ Séc đã ghi nhận 223 người mắc bệnh quai bị, cao gần gấp 3 lần so với cả năm ngoái. Phần lớn các trường hợp mắc bệnh là ở vùng Brzezinsko. Tại Séc, tiêm vaccine phòng bệnh quai bị là bắt buộc. Trong 2 tháng vừa qua, vùng Brzezinsko đã ghi nhận số trường hợp mắc quai bị nhiều nhất, chủ yếu ở những người ở độ tuổi từ 15 đến 24 tuổi. Tiêm vaccine phòng quai bị là bắt buộc tại Séc, người dân được tiêm vaccine MMR
kết hợp, tức là vaccine sởi, quai bị và bệnh rubella. Tuy nhiên, theo các nhà dịch tễ học, trong những năm gần đây, tỷ lệ tiêm chủng của người dân đã giảm mạnh, nên dịch bệnh dễ lây lan hơn. Đối với những trẻ sơ sinh vào năm 2022, tỷ lệ tiêm chủng là 88,4%, nhưng trước đó con số này lên tới 94%. Vaccine được tiêm thành hai liều, một lần là lúc 1 tuổi và một lần là lúc 5 tuổi. Ban đầu khi mắc quai bị, người bệnh cảm thấy bị đau cơ, chán ăn, buồn nôn, đau đầu và có triệu chứng viêm đường hô hấp. Sau vài ngày, người bệnh sẽ bị căng ở vùng tuyến nước bọt mang tai, sưng đau và đau tai. Theo Cổng Thông tin Y tế Quốc gia, bệnh quai bị ở trẻ thường xảy ra mà không có biến chứng và không cần điều trị. Nếu diễn biến nhẹ, bệnh sẽ tự khỏi. Tuy nhiên, trong trường hợp gặp biến chứng nghiêm trọng, ở nam giới có thể dẫn đến giảm khả năng sinh sản, đôi khi dẫn đến vô sinh. Căn bệnh này có thể lây lan dễ dàng qua không khí thông qua giọt bắn, khi người bệnh nói chuyện, ho và hắt hơi hoặc tiếp xúc với đồ vật nhiễm virus. Vào năm ngoái, Ngân hàng Trung ương Séc đã thu giữ 4.300 tờ tiền và đồng xu giả. Con số này tăng gấp đôi so với năm trước. Dưới đây là một số cách nhận biết tiền giả nhanh chóng. Tờ tiền bị làm giả nhiều nhất là tờ 2.000 korun có hình ca sĩ nổi tiếng Emma Destinova. Đây cũng là tờ tiền được rút từ máy ATM nhiều nhất. Năm ngoái có hơn 1.200 tờ tiền 2.000 korun giả được phát hiện trong tổng số 2.100 tờ tiền giả. Sau đó là những tờ tiền giả 500 korun và 1.000 korun cũng được phát hiện nhiều. Vào năm ngoái, theo Ngân hàng Trung ương Séc, phần lớn tiền giả vào hai loại tồi tệ nhất trên thang đánh giá 5 điểm. Phần lớn tiền giả đều được làm bằng giấy thông thường và không có mô phỏng các yếu tố bảo vệ. Tiền giả lưu hành trên thị trường, khi một người nào đó sử dụng nó để thanh toán, sau đó bị người khác phát hiện ra, đó có thể là nhân viên bán hàng, khách hàng hay máy đếm tiền. Theo chuyên gia, việc phân biệt tiền séc thật với giả tương đối dễ dàng. Đầu tiên là kiểm tra qua xúc giác, tiền thật có cảm giác hoàn toàn khác so với giấy. Trên tờ tiền có đường vân được in đặc biệt. Một cách kiểm tra khác là để dưới ánh sáng. Ở phía bên phải tờ tiền phải có hình mờ, mệnh giá phải có đường kẻ bảo mật thống nhất. Đối với tiền xu đồng 20 korun bị làm giả nhiều nhất, năm ngoái có gần 1.400 đồng xu 20 korun bị làm giả. Điểm nhận biết đồng xu giả thường thấy nhất là chất lượng dập nổi không tốt và xấu đi từ trung tâm ra các cạnh của đồng xu. Dấu hiệu của những đồng xu giả thường có thể nhận biết bằng mắt thường. Nếu bắt gặp tờ tiền đáng ngờ, người dân nên đưa đến cảnh sát mà không phải cố gắng thanh toán. Hành vi như vậy có thể bị coi là hành vi phạm tội. Trong tháng 3 này, cứ khi mua 3 sản phẩm từ thương hiệu Ambipur, Ariel, nhận ngay cơ hội dinh về cho mình máy mài móng điện siêu nổi tiếng từ thương hiệu Show. 30 phần quà đang chờ 30 vị khách hàng may mắn. Còn chần chờ gì mà không tham gia? Chương trình áp dụng từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 tại tất cả chi nhánh Tamda Foods và dịch vụ Tamda Express. Thông tin chi tiết tại website tamdafoods.eu/viharai-show. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 3, Thụy Điển chính thức gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sau 200 năm trung lập và 2 năm sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tại Washington, Mỹ, Thủ tướng Thụy Điển Kristersson đã bàn giao tài liệu cuối cùng cho chính phủ Mỹ, hoàn thành bước cuối cùng trong quy trình nhằm đảm bảo sự ủng hộ của tất cả các thành viên NATO. Một trong tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Blinken, Thủ tướng Kristersson ca ngợi một kỷ nguyên mới mang tính lịch sử trong chính sách an ninh của Thụy Điển sau khi nước này trở thành thành viên thứ 32 của NATO. Sau hơn 200 năm không liên kết, Thụy Điển hiện được hưởng sự bảo vệ theo Điều 5, sự đảm bảo cuối cùng cho tự do và an ninh của đồng minh NATO. Đối với NATO, sự gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan, hai quốc gia có chung đường biên giới 1.340 km với Nga, là sự bổ sung quan trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Thụy Điển sẽ được hưởng lợi từ sự đảm bảo phòng thủ chung của liên minh trên. Theo đó, một cuộc tấn công vào một thành viên được coi là tấn công vào tất cả. Quân đội Nga hôm qua tiến hành tập kích kho chứa máy bay không người lái tại thành phố cảng Odessa của Ukraine. Cuộc tập kích xảy ra ngay gần địa điểm Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis đang tới thăm. Vụ tập kích xảy ra khi phái đoàn Hy Lạp do Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis dẫn đầu cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang có chuyến thăm tới cảng Odessa, cửa ngõ quan trọng cho hàng hóa Ukraine xuất khẩu qua Biển Đen. Theo truyền thông quốc tế, địa điểm Nga tập kích tên lửa chỉ cách nơi lãnh đạo Ukraine và Hy Lạp có khoảng 500 đến 800 mét, thậm chí hai nhà lãnh đạo không kịp xuống hầm trú ẩn khi xảy ra vụ nổ.
Thủ tướng Hy Lạp xác nhận đã nghe thấy tiếng còi báo động và tiếng nổ xảy ra gần địa điểm hai nhà lãnh đạo có mặt. Cùng ngày, Hải quân Ukraine xác nhận đã có 5 người thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ tập kích vào Odessa khi phái đoàn Hy Lạp đang thăm cảng cùng Tổng thống Zelensky. Về phía Nga, Moscow khẳng định cuộc tấn công đã nhằm vào một kho chứa máy bay không người lái ở khu vực cảng thương mại Odessa và cuộc tấn công đã đạt được mục tiêu đề ra. Nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát hoạt động huấn luyện của binh sĩ tại một căn cứ hoạt động quân sự lớn ở khu vực phía Tây nước này và ra lệnh quân đội sẵn sàng chiến tranh sau cảnh báo mới. Trong chuyến thị sát trên, ông Kim Jong-un đã thị sát binh sĩ tiến hành diễn tập trong điều kiện mô phỏng chiến tranh thực tế, nhấn mạnh quân đội phải mở ra thời kỳ hoàng kim mới trong việc tăng cường chuẩn bị chiến tranh phù hợp với yêu cầu của tình hình hiện tại. Trước đó, dẫn lời một phát ngôn viên không được nêu tên của Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho hay Bình Nhưỡng cực lực lên án cuộc tập trận quân sự điên cuồng liều lĩnh của Mỹ và Hàn Quốc, cũng như kêu gọi hai nước chấm dứt hành động này. Cuộc tập trận như vậy không bao giờ có thể mang tính phòng thủ, mà là hoạt động chuẩn bị cho việc xâm lược Triều Tiên. Tuyên bố đồng thời chỉ ra quy mô ngày càng mở rộng của hoạt động và sự tham gia của 11 quốc gia thành viên trong Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc đóng tại Hàn Quốc. Naui đã bày tỏ ý định hỗ trợ liên minh phòng không do chính phủ Đức và Pháp đứng đầu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nước châu Âu tăng cường ngân sách quân sự trước tình hình xung đột Nga và Ukraine. Trong khuôn khổ chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức tới Naui, hai nước đã nhất trí hợp tác thông qua việc Naui gia nhập liên minh phòng không. Cụ thể, nước này có kế hoạch tăng cường cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Naui cho biết nước này sẽ tiếp tục duy trì ủng hộ dành cho Ukraine. Naui là một số trong các nước ủng hộ Ukraine cao nhất. Naui đã ký cam kết hỗ trợ Ukraine dài hạn với tổng số tiền viện trợ trong giai đoạn 2023 đến 2027 lên tới 7 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu đương nhiệm Ursula von der Leyen đã được Đảng Nhân dân châu Âu, đảng lớn nhất trong Nghị viện châu Âu, đề cử tiếp tục đảm nhiệm cương vị này thêm một nhiệm kỳ nữa. Bà Ursula von der Leyen đã giành được 400 trên 489 phiếu bầu ủng hộ và trở thành ứng cử viên dẫn đầu danh sách trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 6 tới. Bà von der Leyen, 65 tuổi, nhậm chức Chủ tịch EC từ tháng 12-2019, người phụ nữ đầu tiên đứng đầu tổ chức quyền lực nhất ở Brussels đã chèo lái Liên minh châu Âu vượt qua đại dịch COVID-19. Việc Anh chính thức rời khỏi EU, giải quyết xung đột Nga-Ukraine cũng như cải cách toàn diện về di cư và chính sách tị nạn. Cơ hội việc làm dành cho bạn, Tamda Group liên tục tuyển dụng nhân sự nhiều vị trí. Chi nhánh tổng kho Tamda Hostivice và DC Brno tuyển dụng nhân viên kho, nhật hàng, yêu cầu nhanh nhẹn, chịu khó. Nhân viên văn phòng, ưu tiên thông thạo tiếng Séc, sử dụng máy tính thành thạo. Nhân viên lái xe, trung thực, khỏe mạnh, có bằng lái xe và kinh nghiệm lái xe lâu năm là lợi thế. Nhân viên thị trường, giao tiếp tốt, am hiểu về mặt hàng Potravini là lợi thế. Tamda Hus Praha cần tuyển nhân viên cửa hàng, yêu cầu nhanh nhẹn, chịu khó. Nhân viên văn phòng, ưu tiên thông thạo tiếng Séc, sử dụng máy tính thành thạo. Tamda Uski cần tuyển nhân viên cửa hàng và nhân viên kho, yêu cầu nhanh nhẹn, chịu khó. Tamda Group ký hợp đồng lao động với người có visa hợp pháp tại Cộng hòa Séc. Đừng bỏ lỡ cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Tổng cục Thống kê cho biết, từ ngày 1 tháng 4 sẽ bắt đầu tổng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024, được thực hiện nhằm mục đích thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2021 đến 2025. Điều tra dân số giữa kỳ 2024 được thực hiện trên phạm vi cả nước tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm tất cả các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ngoại trừ 4 huyện đảo nhỏ là Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng, Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng, Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đối tượng điều tra bao gồm hộ dân cư, bao gồm cả thông tin về nhà ở của hộ, nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ dân cư, bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ trang, người có quốc tịch nước ngoài hiện đang ăn ngủ tại hộ, không bao gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an. Điều tra dân số giữa kỳ 2024 sẽ thu thập thông tin về 7 nội dung chính: thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ, thông tin về di cư, thông tin về giáo dục, thông tin về hôn nhân, thông tin về lịch sử sinh của nữ từ 10 đến 49 tuổi, thông tin về người chết của hộ, thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ. Thưa quý vị, nhân dịp mùng 8 tháng 3,
Bệnh viện Dã chiến Việt Nam cấp 2 số 5 đang làm nhiệm vụ tại Bentiu, Nam Sudan, Châu Phi, đã phối hợp chính quyền và cơ quan Liên Hiệp Quốc thực hiện chuyến công tác thiện nguyện chăm sóc y tế cho phụ nữ và trẻ em, tổ chức khám bệnh cho người dân địa phương và dành tặng quà trà sữa do nhân viên y tế tự làm. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 tại Bentiu, Nam Sudan, Châu Phi cho biết, nhân dịp 8 tháng 3, Bệnh viện phối hợp chính quyền và cơ quan Liên Hợp Quốc tổ chức khám bệnh cho người dân địa phương hôm ngày 5 tháng 3. Hơn 50 phụ nữ được khám sức khỏe tổng quát, khám phụ khoa, siêu âm, tư vấn cách phát hiện sớm những bất thường, cách chăm sóc đúng cách. Sau buổi khám, mỗi người được nhận phần quà và 50 lít trà sữa để dành phụ nữ và các bé gái tại đây. Bentiu là vùng đất khó khăn và an ninh bất ổn nhất tại Nam Sudan. Người dân tại đây phụ thuộc vào trợ cấp của Liên Hiệp Quốc. Nhiều nhóm dân tộc thiểu số bị cô lập do giao tranh sắc tộc, tôn giáo, đảng phái. Trong đó, trẻ em gái, người già và phụ nữ dễ bị tổn thương nhất. Trong ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, hàng ngàn phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh đã cùng khoác lên mình chiếc áo dài truyền thống Việt Nam, tham gia cuộc đồng diện áo dài lớn nhất nước với sự tham gia của 5.000 người diễn ra trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra rất nhiều hoạt động sôi nổi, vui tươi, cũng hết sức thiết thực. Một trong những hoạt động ấn tượng nhất là cuộc đồng diện áo dài diễn ra sáng ngày 8 tháng 3 với sự tham dự của 5.000 người. Không chỉ chào mừng ngày 8 tháng 3 mà còn hưởng ứng lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 năm 2024, quảng bá nét đẹp và lan tỏa tình yêu áo dài truyền thống Việt Nam. Trong những chiếc áo dài đẹp mắt, màu sắc đa dạng, kiểu dáng phong phú, cả truyền thống lẫn hiện đại, cách tân, những người phụ nữ này tự tin tỏa sáng, không chỉ là tôn lên dáng vẻ của phái đẹp, mà còn tôn vinh vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng mà không kém phần quyến rũ của tà áo dài. Cuộc đồng diện áo dài quy tụ đại diện phụ nữ ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, địa phương, độ tuổi, tôn giáo, dân tộc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hưởng ứng chương trình diễu hành, còn có nhiều đại biểu nam giới, khách quốc tế cùng tôn vinh phụ nữ, tôn vinh trang phục áo dài truyền thống Việt Nam. Quý vị thân mến, Hội Từ Thiện Mái Ấm Vietsep đã hoạt động hơn 10 năm qua, nhưng có một người phụ nữ đã có đến gần 20 năm gắn bó với các hoạt động thiện nguyện, không chỉ tại Việt Nam mà còn tại Séc và châu Âu. Bà cũng là người dẫn dắt Hội Mái Ấm Vietsep trong mọi hoạt động và bà cũng là người giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn như trẻ em, người già neo đơn, không nơi nương tựa trên đất khách, nhận được những sự giúp đỡ từ những nhà hảo tâm, các mạnh thường quân. Và trong hôm nay, ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 2024, hãy cùng Tam Đa Media gặp gỡ người phụ nữ đặc biệt này. Đó chính là bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Hội Mái Ấm Vietsep. Đã 2 năm qua, bà Nguyễn Thị Dung vẫn thường xuyên đến bệnh viện tại Český Brod, Cộng hòa Séc để thăm hỏi, động viên bà May, một phụ nữ Việt có hoàn cảnh éo le, không nơi nương tựa. Hiện bà May đang phải nằm viện điều trị bệnh tai biến đã đeo bám bà hơn 2 năm qua. Tưởng chừng như không thể sống sót sau cơn bạo bệnh, không người thân thích nơi đất khách quê người, bà May đã may mắn gặp được các thành viên của Hội Mái Ấm Vietsep. Trong đó, bà Dung, Chủ tịch Hội, đã luôn quan tâm, chăm sóc bà suốt bao lâu nay. Dù không thể nói thành lời rõ ràng, nhưng bằng ánh mắt, bà May cảm kích tấm lòng của bà Dung và Hội Mái Ấm Vietsep đã thương xót cho hoàn cảnh của bà. Cảm ơn mọi người đã đến thăm, muốn được gặp anh, muốn đi làm, nó sẽ đi dạy học, dạy học, dạy học, dạy học. Đi làm, đi dạy học này. Vâng. Và muốn gì đó? Muốn về Việt Nam. Muốn về Việt Nam. Vâng. Đồng vâng. Còn tiếp tục, có nguyện vọng gì cứ nói hết đi nào. Muốn nhìn thấy con trai. Nhìn thấy con trai nữa. Cũng rất là đông người để ủng hộ về tài chính để đưa May về Việt Nam. Nhưng sau một thời gian thì cái việc mà về Việt Nam nó vào cái thời kỳ Covid và sau đó thì lại có nhiều các cái ngoại cảnh nó tác động đến cho nên đến bây giờ vẫn chưa về được. Thì bây giờ mình cũng có một số những người bạn biết về bấm huyệt, châm cứu và chủ yếu là bây giờ là làm cho tinh thần của May khỏe mạnh lên và vô tư yêu đời đến để chơi với May, thăm hỏi, chủ yếu là động viên là như vậy đã. Bà May chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp, rất nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà bà Dung cũng như Hội Mái Ấm Vietsep đã giang tay đón nhận và giúp đỡ. Sinh sống và làm việc tại Đức từ năm 1988, bà Nguyễn Thị Dung cùng chồng là người Đức quyết định chuyển đến sinh sống tại Cộng hòa Séc vào năm 2003. Sau một khoảng thời gian về Việt Nam, nhìn thấy những hoàn cảnh éo le, không nơi nương tựa,
đặc biệt là các em nhỏ, những người già neo đơn, vợ chồng bà Dung đã quyết tâm gom góp những gì mình có thể để sẻ chia những khó khăn với các hoàn cảnh đặc biệt tại Việt Nam. Nhìn thấy những hành động nhân văn ấy của vợ chồng bà, người Việt tại Cộng hòa Séc đã ngỏ ý cùng chung tay góp sức giúp đỡ hỗ trợ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cho cộng đồng người Việt tại Séc và tại Việt Nam. Chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều người Việt Nam cũng như người Séc không có nơi nương tựa và người thân. Với tinh thần của người Việt Nam là luôn coi nhau như một gia đình, cho nên họ có thể giúp đỡ nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào có thể. Người Việt Nam là một cộng đồng rất gắn bó với nhau. Chúng tôi chỉ là những người đưa ra sáng kiến này để những người Việt Nam thực hiện và cho thấy họ rất gắn kết với nhau. Sau một cái hành trình 2 năm, 2 tháng ở Việt Nam thì chúng tôi đi khắp đất nước Việt Nam và thấy có nhiều hoàn cảnh khó khăn, trong đó có những cụ già ngồi ngoài đường để ăn xin, rồi những em bé trong những cái trại mồ côi, những chùa, nhà chùa được nuôi dưỡng. Do vậy mà chúng tôi đã tổng hợp mua sữa, bỉm, tã và tất cả những cái thứ bình thường cho những trẻ em ở Việt Nam từ năm 2007. Nhưng mà từ năm 2007 cho đến năm 2012 thì đó là chỉ có gia đình nhà mình làm. Nhưng sau đến khi mà mọi người biết đến thì mọi người mới hỏi, thì lúc đấy mình nói là ở đây cũng có những trẻ em mồ côi ở tại nước Tiệp này, thì mọi người mới chung tay góp sức vào để chia sẻ cho những cái mảnh đời như vậy. Với mục đích giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại châu Âu, bà Dung cùng chồng thành lập Hội Công dân Việt Đức năm 2008. Sau khi hội phát triển với nhiều thành viên, đến năm 2013, hội đổi tên thành Hội Mái ấm Việt Séc. Ban đầu mới chỉ có 5 đến 7 người, nhưng đến nay, hội đã thu hút hơn 300 thành viên tham gia với hàng loạt hoạt động thiện nguyện ý nghĩa tại Việt Nam, tại Séc và châu Âu. Một số là khi mà họ nhìn thấy cái từ thiện, việc từ thiện đó, thì họ có những cái thông tin của bạn bè, ví dụ như là người ta bị rơi vào những cái hoàn cảnh khó khăn mà không thể thay xoay chuyển được cái vấn đề về tài chính, thì họ sẽ nhờ những một số những người này người kia để gọi điện và thông báo, thì lúc đó thì Hội Máy Việt Séc sẽ thay phiên nhau là tìm hiểu bằng được, tức là làm rõ ràng cái trường hợp đó ra như thế nào. Thì nếu mà xác minh được cái trường hợp đó nó thật sự là rõ ràng là khó khăn thì anh chị em bắt đầu là chung tay để ủng hộ. Cô Dung như thế nào hay là bản thân cô như thế nào cũng cùng chung một cái tư tưởng là xây dựng lên là cái nối kết của cộng đồng về cái tình cảm. Nó là cái trái tim yêu thương của cộng đồng. Nó là cái tiếng nói có thể là lấy lại hoặc làm lại, làm sống lại cái danh dự cũng như cái tự hào đấy của bên phía nước ngoài với mình. Thế là thấy được cái trách nhiệm này của cộng đồng. Đối với một người phụ nữ, thật khó để dung hòa được giữa việc cộng đồng, hoạt động xã hội với công việc gia đình. Tuy nhiên may mắn với bà Dung chính là sự ủng hộ đặc biệt từ chính người chồng là ông André Lamet Nguyễn. Ông cũng chính là người đã khởi xướng hoạt động thiện nguyện của Hội Mái ấm Việt Séc. Trong tương lai, vợ chồng bà Dung mong muốn xây dựng một ngôi nhà nghĩa tình, một mái nhà chung dành cho những người già Việt Nam neo đơn ngay trên đất Séc. Vì chính cái hội từ thiện Mái ấm Việt Séc này khi thành lập ra lại là ông chồng nhìn thấy những cái hoàn cảnh khó khăn, do vậy mà khi mình tham gia vào hội từ thiện và công việc từ thiện thì anh hoàn toàn nhất trí và luôn luôn ủng hộ. Sau nhiều năm hoạt động cùng Mái ấm Séc Việt, tôi nhận thấy người Việt tại đây, nhất là những người thế hệ đầu, họ cũng đã có tuổi và già nhanh, thì sự đóng góp với bảo hiểm y tế và xã hội không nhiều và sẽ có nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi không có thu nhập. Chúng tôi đang dự tính xây dựng một ngôi nhà cho những người già đó. Việc này giúp cho cả cộng đồng và xã hội cùng được chung tay đóng góp để tạo dựng nên mái nhà chung cho người Việt trên đất Séc này. Chúng ta không thể nào quên những người thế hệ đầu tiên, họ đã sang đây để làm việc và cống hiến. Nhưng có thể đến những giờ phút này, họ có thể rơi vào tình cảnh không đủ tài chính, giàu có để hưởng thụ những thứ tốt hơn. Chính vì thế, chúng ta cần xây dựng ngôi nhà riêng cho những trường hợp như vậy. Với tấm lòng nhân hậu, bằng những hoạt động thiện nguyện thiết thực và ý nghĩa, bà Dung đã trở thành ngọn lửa hồng của Hội Mái ấm Việt Séc nói riêng và của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc nói chung. Ngọn lửa ấy thắp sáng bao mảnh đời éo le, lay lắt, để mang đến cho họ giá trị sống đáng quý hơn, đáng trân trọng hơn. Và ngọn lửa ấy sẽ mãi lan tỏa tinh thần nhiệt huyết cho những hoạt động nhân văn, nhân ái của biết bao người.
nhân dịp cái ngày 8 tháng 3 thì mình luôn chúc cho chị em luôn luôn là một nửa thế giới xinh đẹp trong mắt một nửa thế giới còn lại, và hoàn thành những cái trách nhiệm của người mẹ, người chị hay những người con gái lành, con gái hiền thảo đối với cha mẹ. Đấy là cái tâm nguyện của mình, mà cũng mình cũng muốn mong muốn rằng chị em trên toàn thế giới luôn luôn được vững tin vào cái điều mà mình làm, và những điều mà mình đã khẳng định thì mình sẽ chắc chắn là sẽ thành công. Với tôi, 365 ngày trong một năm thì ngày nào cũng là ngày của phụ nữ. Điểm tin 24 giờ của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.